Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Văn hóa và Lịch sử ngày hôm nay. Và trong chuyên mục nói chuyện lịch sử ngày hôm nay, mời các bạn đến với chủ đề Mãnh tướng diệt cao thủ Tàu, khử gian thần và là cánh tay phải của vua Quang Trung. Thưa các bạn, trong số 7 hồ tướng của Quang Trung thì chỉ có Võ Văn Dũng là nổi danh là Võ Thánh Oanh Liệt. Ông không chỉ diệt được cao thủ Tàu mà còn thẳng tay trừ khử gian thần, giúp người trung lương. Tây Sơn Thất Hổ là danh hiệu của 7 tướng lĩnh, thủ lĩnh quân sự của nhà Tây Sơn ở thời kỳ đầu. Họ là Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu, Trần Văn Tuyết, Lê Văn Hưng, Lý Văn Bưu và Nguyễn Văn Lộc. Các bạn thân mến, Võ Văn Dũng hay Vũ Văn Dũng, sinh năm 1750, mất năm 1802, là danh tướng nhà Tây Sơn, đứng đầu trong Tây Sơn Thất Hổ. Ông chính là người được vua Quang Trung cử đi sứ vào những thời điểm quan trọng nhất. Ông là một trong những tướng lĩnh trung thành cuối cùng đã chiến đấu bảo vệ sự tồn tại của Vương triều Tây Sơn. Các bạn thân mến, nói về năm sinh của Võ Văn Dũng, các tài liệu chính thức đều ghi mãnh tướng này sinh năm 1750. Tuy nhiên, luận điểm này đến nay vẫn chưa được các nhà khoa học công nhận vì không có bằng chứng cụ thể. Theo tư liệu dòng họ Vũ Võ Việt Nam, Võ Văn Dũng sinh năm Giáp Tý 1744 tại xã Đan Giáp, Tổng Mi Động, huyện Thanh Miện, Hải Dương, trong một gia đình quan lại dưới triều Lê. Song nhiều tài liệu khác lại xác nhận mãnh tướng này sinh ra trong gia đình khá giả nhất nhì vùng Phú Phong, phủ Quy Nhơn, nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Gia phả họ Vũ tại Bình Định nói ông là con của Vũ Văn Khánh, người từng được phong tước nam do lập nhiều công trạng. Bởi gia đình có điều kiện từ nhỏ nên Văn Dũng cùng anh em được cha mời thầy về dạy võ. Vốn là người có tư duy thông minh, khả năng thiên bẩm về võ học nên ông học một biết 10, khiến cha phải thường xuyên đổi thầy. Đến năm 20 tuổi, ông vào đất Phú Yên gặp được cao nhân họ Lương tại vùng Tuy Hòa, lúc này mới được học lâu dài. Ở đây ông được dạy về trường kiếm, đoản đao và cách chiến đấu trên lưng ngựa. Ông luôn tâm niệm lời thầy dạy, học võ để phòng thân lúc cần thiết, dẹp nỗi bất bình khi cứu người, chứ không phải để đấu sức khỏe tài. Do vậy, rất ít người biết tài võ thuật của Văn Dũng. Sau này khi gia nhập quân Tây Sơn, người Bình Định và vùng lân cận thường truyền nhau câu nói Vũ Văn Dũng quán quân, bách chiến khởi Tây Thủy, nghĩa là tiếng tăm Vũ Văn Dũng trùm khắp ba quân, trăm trận đánh nổi lên từ bờ cõi phương Tây. Về tài dùng đao của Võ Văn Dũng, Nguyễn Nhạc từng khen phá Trung Sơn giặc dị, thắng Văn Dũng đao lan, nghĩa là phá giặc trong núi thì dễ, thắng được cây đao của Văn Dũng mới khó. Và theo sử sách, vì là cao thủ võ học xuất sắc, am hiểu về đao pháp, nên Văn Dũng nổi tiếng với cây lôi long đao tung hoành trên chiến trường. Hiện nay, bài võ lôi long đao do ông nghiên cứu, biên soạn vẫn được lưu truyền trong dân gian. Bài võ này đã được đưa vào chương trình 18 bài võ cổ truyền Việt Nam. Nói về giai thoại diệt cao thủ Tàu. Thưa các bạn, trong cuốn Võ Nhân Bình Định của hai tác giả Quách Tấn và Quách Giao có kể lại câu chuyện. Tại chờ Gò Tràm ở phía bắc thành Quy Nhơn có một nhà sư người Tàu thường đến biểu diễn võ thuật. Nhà sư cởi áo, ngồi xếp bằng lưng thẳng, vận công rồi cho người khác cầm gươm, dao chém khắp vào thân thể nhưng không hề gì. Mọi người kinh sợ, đồn ầm là dị nhân. Nhà sư đắc ý và tỏ thái độ coi thường võ thuật của người Việt. Từ khi có sự hiện diện của nhà sư này, thì ban đêm các xóm làng thường xảy ra các vụ hái quả bằng cường lực. Biết chuyện, Nguyễn Nhạc liền sai Võ Văn Dũng đi trừ hại cho dân. Các bạn thân mến, Võ Văn Dũng nhận lệnh ngầm điều tra thì phát hiện nhà sư tuy nội công thâm hậu nhưng lòng dạ bất chính, hay làm điều bất nghĩa. Ông đã thuê vài tên vô lại và gái lầu xanh làm việc dâm dục trước mặt nhà sư. Ban đầu nhà sư này cười nói bình thường nhưng một hồi lâu bỗng nhắm mắt, không nhìn nữa. Xuất kỳ bất ý, Võ Văn Dũng rút kiếm chém một nhát, đầu nhà sư rơi xuống đất. Võ Văn Dũng nói, nhà sư không có thuật gì lạ, dày công luyện khí cho cơ thể cứng rắn, tâm định thì khí tụ, tâm động thì khí tan. Lúc ban đầu, tâm nhà sư không động, nên nhà sư dám nhìn tự do, đến khi nhà sư nhắm mắt thì biết tâm đã động nên chém xuống, không thể kháng cự được. Khi đó người dân ai cũng trầm trồ, thán phục, khen ngợi tài trí của Võ Văn Dũng. Trừ gian thần giúp người trung lương. Các bạn thân mến, theo bảo tàng lịch sử, Võ Văn Dũng từng theo Nguyễn Huệ vào Nam đánh quân Xiêm, sau đó lại ra Bắc đánh quân Thanh xâm lược. Ông là tướng chỉ huy đánh quân Thanh ở đồn Khương Thượng, góp công lớn làm nên chiến thắng đầu xuân Kỷ Dậu 1789.
Tiếp đó, ông được cử ra làm trấn thủ Bắc Thành. Đến năm 1791, ông được vua Quang Trung cử làm chính sứ, dẫn đầu đoàn sứ bộ sang Trung Quốc với trọng trách đòi đất Lương Quảng và cầu hôn công chúa nhà Thanh. Nhờ tài đối ngoại của mình, ông khiến Càn Long phải đồng ý các yêu sách của vua Quang Trung. Song do Quang Trung đột ngột băng hà, đoàn sứ bộ phải về nước chịu tang, nên những thắng lợi về ngoại giao không được thực hiện. Sau khi Quang Trung băng hà, Quang Toản lên kế vị, nhưng do tuổi còn nhỏ nên quyền binh đều nằm trong tay Thái sư Bùi Đắc Tuyên. Các bạn thân mến, theo cuốn Nhân vật Bình Định của Lộc Xuyên Đặng Quý Địch, Bùi Đắc Tuyên ngày càng lộng hành, bạc đãi công thần, cho bè đảng và dòng họ giữ các địa vị then chốt, bán quan, buôn ngục, tranh lợi với bách tính, khiến quốc dân bất mãn, đẩy đế nghiệp Tây Sơn đến chỗ diệt vong. Vào năm 1795, Bùi Đắc Tuyên sai Ngô Văn Sở ra Bắc Hà, thay chức trấn thủ của Võ Văn Dũng, đồng thời triệu hồi Võ Văn Dũng về Phú Xuân đợi lệnh. Trên đường về kinh, Võ Văn Dũng được Trần Văn Kỷ đang bị Bùi Đắc Tuyên đầy ở trạm Hoàng Giang thông báo tình hình triều chính, đồng thời khuyên nên diệt Tuyên để trừ hại cho xã tắc. Nghe vậy, Võ Văn Dũng tức tốc trở về Phú Xuân cùng hai tướng Phạm Công Hưng và Nguyễn Văn Huấn giết Bùi Đắc Tuyên, Bùi Đắc Trụ và Ngô Văn Sở, khép tội mưu phản, đóng cũi nhốt rồi đem dìm xuống sông Hương. Sau đó, vua Quang Toản phong cho Võ Văn Dũng làm đại tư đồ, Trần Quang Diệu làm thái phó, cùng với thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn, đại tư mã Nguyễn Văn Danh là tứ trụ triều đình. Đến tháng 5 năm Kỷ Mùi 1799, thành Quy Nhơn bị quân nhà Nguyễn bao vây, Võ Văn Dũng cùng Trần Quang Diệu kéo quân ứng cứu, nhưng vào đến Quảng Ngãi thì bị chặn lại, phải lui về phía Quảng Nam. Gian thần trong triều sàm tấu với vua Cảnh Thịnh là do Trần Quang Diệu không chịu ứng cứu nên Quy Nhơn mới mất. Vua Cảnh Thịnh sai người mang mật thư vào Quảng Nam bảo Văn Dũng bắt Trần Quang Diệu giết đi. Biết đây là âm mưu của gian thần nên Võ Văn Dũng báo cho Trần Quang Diệu biết để kéo quân về Phú Xuân diệt trừ. Đến năm 1801, Võ Văn Dũng và Trần Quang Diệu hợp quân chiếm lại thành Quy Nhơn, thì kinh thành Phú Xuân trước đó cũng lọt vào tay Nguyễn Ánh. Hai ông lại kéo quân theo đường của nước Lào ra Nghệ An, chuẩn bị tấn công lấy lại Phú Xuân. Tuy nhiên, lần lượt Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và Võ Văn Dũng đều bị quân nhà Nguyễn bắt sống. Trên đường giải về kinh, chỉ có Võ Văn Dũng trốn thoát được. Sau đó, Võ Văn Dũng về quê, lẩn tránh ở các làng người dân tộc vùng cao, đón hai con của vua Thái Đức là Văn Đức, Văn Nương và cháu nội là Văn Đẩu về tính chuyện khôi phục nhà Tây Sơn. Tuy nhiên, năm Minh Mạng thứ 12, ba chú cháu Văn Đức bị bắt rồi giết. Võ Văn Dũng đau buồn, sinh bệnh rồi mất năm Ất Mùi 1835. Các bạn thân mến, trong lịch sử Việt Nam, triều đại Tây Sơn tồn tại trong một thời gian tương đối ngắn. Nếu tính từ khi Tây Sơn khởi nghĩa chống chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong năm 1771 đến thời điểm kết thúc vào năm 1801, nhà Tây Sơn chỉ hiện hữu trong khoảng 30 năm. Nhưng chính sử ghi nhận triều đại này chỉ thực sự bắt đầu từ năm 1788 khi Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ở Phú Xuân đến năm 1801, lúc triều đình Cảnh Thịnh rút khỏi đây để chạy ra đất Bắc, nghĩa là trong vòng 14 năm. Tuy tồn tại ngắn ngủi nhưng triều đại này đã để lại một sự nghiệp sáng ngời trong lịch sử dân tộc. Mảnh đất Phú Xuân, Thừa Thiên Huế đã gắn bó với triều đại Tây Sơn từ rất sớm. Khi Nguyễn Huệ giải phóng Thuận Hóa Phú Xuân năm 1786, chính tại nơi đây, phong trào Tây Sơn đã phát triển đến đỉnh cao dưới thời vua Quang Trung. Sau khi giải phóng Thuận Hóa Phú Xuân, Nguyễn Huệ tiếp tục tiến quân ra Bắc phò Lê diệt Trịnh. Khi trở về, Nguyễn Huệ được Nguyễn Nhạc phong làm Bắc Bình Vương, giữ trọng trách cai quản trực tiếp địa bàn từ đèo Hải Vân trở ra. Bối cảnh đất nước lúc bấy giờ, ở phía Nam lực lượng của Nguyễn Phúc Ánh trỗi dậy, phía Bắc vua Lê cầu viện nhà Thanh nhằm củng cố ngai vàng. Lợi dụng sự cầu viện đó, nhà Thanh đã cử Tôn Sĩ Nghị dẫn 29 vạn quân tràn vào đất Bắc vào tháng 11 năm 1788. Đứng trước tình thế đó, phải có chính danh để dẫn quân ra Bắc. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ chính thức lên ngôi hoàng đế. Các bạn thân mến, vào ngày 22 tháng 12 năm 1788, Nguyễn Huệ tổ chức lễ tế trời tại núi Bân, công bố chiếu lên ngôi, lấy niên hiệu là Quang Trung, điểm binh và tiến ra Bắc. Phú Xuân trở thành kinh đô của triều đại Tây Sơn, nơi xuất phát những ý tưởng, chủ trương, chính sách hướng tới xây dựng một đất nước thống nhất,
tiến hành cải tổ trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tiến bộ, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và kế thừa tinh hoa của cha ông xưa. Diện mạo của kinh đô Phú Xuân dưới thời Tây Sơn không khác mấy so với khi còn là thủ phủ của chúa Nguyễn. Triều Tây Sơn chủ yếu chỉ trùng tu, sửa chữa những cung điện cũ mà không chú trọng xây mới. Sau khi Quang Trung mất, vào ngày 16 tháng 9 năm 1792, Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi lấy niên hiệu là Cảnh Thịnh. Ông là người có học vấn nhưng thiếu tài kinh luân nên phó mặc việc triều chính cho các đại thần văn võ. Đây chính là nguyên nhân để triều Tây Sơn suy yếu và đi đến diệt vong. Nhà Tây Sơn trải qua hai triều Quang Trung và Cảnh Thịnh, nhưng hầu hết các chính sách xây dựng đất nước đều do vua Quang Trung vạch ra và bước đầu thực hiện. Đáng tiếc vì thời gian cầm quyền quá ngắn ngủi nên hiệu quả chưa rõ rệt. Về hành chính, vua Quang Trung đã xây dựng một hệ thống hành chính và quan chế mới. Tuy không có văn bản nào đề cập chi tiết đến hệ thống hành chính và quan chế này, nhưng qua một số tư liệu hiện vật còn tồn tại ở các làng xã, tư gia ở Thừa Thiên Huế có thể ghi nhận một số chức danh của quan lại dưới triều Tây Sơn như Hàn Lâm Thư Đãi Chế An Dương Bá, Bí Thư Thự Chánh Tự Hào Dục Bá, Tham Đốc Đô Úy Đô Tuy, Hộ Sứ Quân Chỉ Huy Trung Úy, Đại Đô Đốc Hùng Úy. Về mặt kinh tế, chính sách kinh tế của nhà Tây Sơn vẫn xây dựng trên căn bản trọng nông, khuyến khích phát triển nông nghiệp nhưng trong quản lý ruộng đất lại không cụ thể. Địa bạ thời Tây Sơn rất sơ sài, nhà nước chỉ nắm khái quát tổng thể diện tích ruộng, không phân biệt tốt xấu để bổ thuế đồng niên, còn chi tiết cụ thể phân phối thực hiện là việc nội bộ của làng xã. Về giáo dục, nhà Tây Sơn có một số cải cách về giáo dục, ban bố chiếu khuyến học. Vua Quang Trung tổ chức trường học đến tận cấp xã, dùng chữ nôm trong công văn và khoa cử, tu sửa văn miếu và học cung cũ của chúa Nguyễn ở Long Hồ, mở khoa thi để chọn kẻ sĩ, mở một khoa năm 1789. Về văn hóa, chính sách văn hóa đặc biệt nhất dưới thời Tây Sơn là chính sách đối với Phật giáo. Nhà Tây Sơn chủ trương chế tài đối với Phật giáo nhằm hạn chế số chùa chiền và sư sãi. Về y tế, cơ bản vua Quang Trung vẫn giữ cơ cấu tổ chức cũ của họ Nguyễn, tham khảo cách tổ chức và quan chế thời nhà Lê. Các cơ quan chuyên môn chăm sóc sức khỏe của vua quan và nhân dân thời Tây Sơn gồm Y Lâm Viện, trong đó có Thái Y Thự, Điều Hộ Ti, Nam Dược Cục, cùng một số bộ phận liên quan góp phần làm hoàn chỉnh hệ thống tổ chức của một triều đình cuối thế kỷ 18. Thành tựu y học giai đoạn này phải kể đến tập Nam Dược Ca bằng thơ nôm Lục Bát, phân tích đặc điểm và tính năng của 500 vị thuốc đặc biệt của nước ta. Về quân sự, nhà Tây Sơn rất trọng quân sự, quyết tâm xây dựng lực lượng quân đội hùng hậu để bảo vệ đất nước. Vì vậy, nhà nước quản lý dân đinh rất chặt chẽ, cứ 3 suất đinh lấy 1 suất lính. Để tiện cho việc kiểm soát, mỗi dân đinh đều được phát một thẻ thiên hạ đại tín, ghi rõ họ tên, quê quán và điểm chỉ của người mang thẻ. Với những biện pháp tích cực, vua Quang Trung đã cố gắng vãn hồi đất nước sau một thời gian dài sa sút nghiêm trọng. Nhờ công cuộc chiêu tập dân lưu tán, đẩy mạnh việc khai hoang phục hóa mà xã hội dần dần ổn định, đời sống nhân dân dần được cải thiện. Video của kênh Văn hóa và Lịch sử ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, bổ ích, hãy ấn nút like, nút subscribe và chia sẻ cho bạn bè cùng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.